Xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Toàn Máy Bãi. Nay Toàn là giới thiệu mọi người cái máy của một anh khách. Thì anh khách này có nhu cầu là chuyển từ máy ba lô mà xuống máy cần, từ máy ba lô xuống máy cần mọi người nhé. Thì cái máy này là Mitsubishi T170 nhé mọi người. Thì bây giờ là cái vấn đề của chúng ta ở đây, tức là phải tháo hết này ra và chuyển cái chế này thành một cái chế ga ngang mọi người nhé. Chuyển cái chế này thành cái chế ga ngang và gắn một cái bình xăng ở dưới này, một cái bình xăng ở dưới. Và tất cả thì cái này thì do là không có cái bình xăng, thứ nhất là không có bình xăng và cái miếng phíp của nó không có miếng phíp này, không có bình xăng lớn của nó, thì chúng ta sẽ phải toàn bộ là dùng một cái miếng phíp khác, một cái miếng phíp khác và một cái bình xăng khác đưa vào đây. Thì bây giờ cái quy trình thì Toàn sẽ rút gọn trong một cái video này luôn. Thì Toàn sẽ làm nhanh cái video này, tua nhanh mọi người đón xem nhé. Đây là một cái máy Mitsubishi T170. Cái dòng này thì 34 ly mọi người nhé. Dòng này 34 ly. Thì Toàn sẽ tháo hết cái phần bình xăng con này ra và chuyển nó thành chế TL mọi người nhé. Chuyển nó thành chế TL và gắn một cái bình xăng lớn, bình xăng chứa xăng, bình chứa nhiên liệu của một cái máy 330 vào đây. Đó. Thì có cái nào thì chúng ta dùng cái đó. Rồi, mọi người hãy đón xem nhé. Và nếu như mọi người thấy hay thì hãy đăng ký và nhấn chuông để nhận những cái thông báo mới nhất từ kênh của Toàn Máy Bãi. Và mọi người hãy cho Toàn xin một like nhé. Đó, thì Toàn cũng chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình để cho anh em gọi là bảo trì, sửa chữa và chuyển đổi những cái máy mà đang xài chế này. Hoặc là anh em muốn chuyển đổi từ cái máy bình xăng trên xuống bình xăng dưới, bình xăng trên xuống bình xăng dưới và bình máy ba lô thành máy cần. Ok mọi người nhé, tiến hành thôi. Và mọi người chưa đăng ký thì hãy đăng ký kênh giúp Toàn. Và Toàn có một kênh nữa là kênh Toàn Máy Bãi BMT, kênh đó chuyên test máy. Mọi người đăng ký kênh và hãy sang bên đó, ở bên dưới dòng tiêu đề này Toàn sẽ để một cái dòng chữ màu xanh đó, mọi người nhấn vào chữ màu xanh. Đó là hai kênh, là kênh Toàn Máy Bãi BMT và một kênh là kênh Hiền Động Cơ BMT. Bên đó chuyên bán những cái dòng máy đẹp, công suất nhỏ xài gia đình, máy đẹp giá rẻ, công suất nhỏ xài gia đình mọi người nhé. Đây mọi người, mình sử dụng một cái chế TL và một miếng phíp của máy 330. Đó. Mình cần vặn xuyên qua như thế này. Mọi người thấy không? Cần vặn xuyên qua như thế này thì mình sẽ phải khoan bỏ hết cái đường ren này đi mọi người nhé. Khoan bỏ hết cái đường ren này đi để cái con ốc này có thể nó đi qua. Đó. Mà mình không cần vặn. Và cái này nó đang hút ốc này thì mình sẽ cắt bỏ đi. Cắt bỏ đi khoảng 1 phân. Mình sẽ cắt bỏ đi khoảng 1 phân để con ốc này nó có thể vặn xuyên qua bên này được. Có thể vặn xuyên qua được. Và bây giờ mình tiến hành đi cắt cái này đi thôi.
cắt hoặc là mài cũng được, ok mọi người nhé. Rồi xong ok nha mọi người. Thì sau quá trình chế biến hai cái bát, thứ nhất là chế biến cái bát phía sau này, hàn và khoan lỗ bắt ốc, thì hai cái lỗ ốc này là hai cái lỗ ốc zin của máy, thì mình làm một cái bát gắn vào đây luôn. Trên cái bình xăng này thì nó có hai cái lỗ để nó gắn bình xăng, và mình sẽ làm hai con ốc ở đây, hàn hai chiết hai con ốc ở đây để mình vặn siết cứng vào đây luôn cho nó khỏi rớt luôn ốc, để khi mà mình tháo ráp thì nó nhanh gọn hơn. Và sau này mình cũng làm một cái bát để đỡ đỡ cái bình xăng lại, để cho cái bình xăng nó khỏi gật lên gật xuống, bình xăng cứng ngắc mọi người nhé. Cái công tắc của máy lúc đầu là nó dính ở ngay cái phần mọi người thấy thì nó dính ở ngay cái phần mà có một cái cục lọc từ cái bình xăng trên nó chảy xuống cục lọc, từ cục lọc nó bắt đầu nó vào chế. Thì công tắc này thì mình đã chuyển nó vào công tắc về đây, tắt bật ở đây cho nó tiện, và cái dây này nó cũng gần di chuyển, nếu mà chuyển đi vòng qua bên này, chuyển vòng qua bên này thì nó xa và nó rất là lằng nhằng, dây dây nhỡ rất là lằng nhằng, thì mình chuyển ở đây thì nó gần hơn, gần ngay công tắc, gần ngay cái dây giật này, chúng ta giật và chỗ này cũng khuất nên những cái cây đồ nó không có quẹt vào cái công tắc được, không có chết máy đột ngột được. Và thứ hai nữa là cái bộ chế vào khí, thì mình đã dùng cái miếng phíp của máy 330 mọi người nhé, chuyển vào đây thì cái chân nó vừa y luôn. Mình hạ ngắn cái miếng phíp đi để cho nó, để cho nó con ốc nó vừa đủ đó, ok. Nó có chạm một chút xíu ở chỗ này mọi người, chạm chút xíu ở chỗ này thì mình dỗ nhẹ đi cái là được, ok. Vậy là ok rồi nhé. Đó thì máy nổ ok mọi người nhé. Thì mình có làm cái bát này để cho nó tránh cái xa cái phần cái bô này ra, để cho nó không có chạm một cái cổ bô này, vì cũng không muốn hàn một cái bô này. Đó, cái cổ bô của nó, cái đầu ra này mọi người, thì mình tránh nó ra, mình hàn mình nâng ra để cho nó có một cái khe hở này, để nó không cháy cái bình xăng lớn mọi người nhé. Trước khi khởi động thì mình cũng bơm xăng lên. Đó, bơm xăng lên, bật công tắc lên. Thì cái này thì mình nổ rồi thì mình không cần phải kéo e nữa. Cho mọi người xem cái tiếng máy như thế nào. Cái máy này còn khá là êm. Cái tiếng cạch cạch này là do cái bố nó không còn cái lò xo nên là cái miếng nong đèn vênh nhá, không còn một cái lòng đèn kênh nên là nó va nó hơi kêu chút xíu, nhưng không có sao hết, lên ga là nó hết, ga là tí rất ngon nhé. Tắt đây rồi. Rồi giật lại mọi người, rất là nhạy luôn. Lên ga nha mọi người. Lên liền và giảm liền nhé, ok nhé. Vậy là chế thành công, chuyển thành công đây là máy của một anh khách ở
xa gửi tới. Để mình xem cái địa chỉ của anh ở đâu. À, anh là ở Khánh Hòa đấy mọi người nhé. Anh ở Khánh Hòa. Anh có chuyển cái máy này lên để nhờ làm giúp. Và mọi người nhớ là khi chúng ta nổ máy ở những cái máy mà nó có xài cái bố côn nó còn dính ở trên cái máy như thế này thì mọi người không nên nổ máy. Nếu mà mọi người nổ máy thì mọi người nên gắn cho nó một cái tum như thế này vào. Mình có một cái tum, cái cần nó ngắn ngắn như thế này để chuyên thử máy. Ok mọi người nhé, tiếng máy còn khá là tốt, guarantee ok mọi người nhé. Thì chúc anh về sử dụng máy tốt. Thì em cũng chỉ giúp được đến vậy thôi. Máy thì xài như zin thôi, không có chế cháo, không phải khoan gì ở bên phần cái nòng này hết. Tại vì cái nòng này nó có cái lỗ lấy hơi sẵn rồi. Chỉ sử dụng một cái bình xăng mới này, một cái bô e mới, một cái cổ phíp, một cái bình xăng lớn mới. Và chế cháo lại những cái phần để cố định cái bình xăng. Vậy là ok, rất là cứng mọi người nha, rất là chắc. Đó, ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi đến cuối video này. Thì rất tiếc là trong cái quá trình mình làm cái bát này và ráp cái bình xăng này thì cái máy nó không biết làm sao mà nó không có nhấn quay, nên mình sót cái phần đó và cuối cùng là không có quay được cái đoạn lên bình xăng, tức là không có cái đoạn mà chế cháo như cái này, thì mọi người thông cảm. Và cuối cùng một cái tác phẩm đã hoàn thành. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi nhé. Đừng quên đăng ký kênh của Toàn Máy Bãi và cho Toàn xin một like nhé. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người.